Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, băn khoăn về nguồn cội, thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, thao thức truy tìm cứu cánh của đời người, đã tiếp nối bằng bao thế kỷ mà không có được câu trả lời thỏa đáng. Con người bơ vơ giữa ngã ba, không biết phải đi về đâu. Khi xuống trần, Chúa Giêsu đã cho ta biết nguồn cội của người là Chúa Cha. Ý nghĩa đời người là thi hành thánh ý Chúa Cha, và cùng đích đời người là trở về với Chúa Cha. Muốn về với Chúa Cha, ta phải theo một con đường. Đường ấy có tên là Giêsu. Đường này chắc chắn an toàn, đi đến nơi về đến chốn, vì Chúa Giêsu là người mở đường. Người chính là con đường, và người là tâm điểm của đích tới. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy sứ mạng của Chúa Giêsu là đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, dẫn đưa nhân loại về cùng Chúa Cha hưởng nguồn hạnh phúc viên mãn, để Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ được ở đó. Ngài chính là con đường duy nhất mà bất cứ ai muốn đến với Chúa Cha đều phải qua Ngài. Các tông đồ luôn bận tâm về con đường của Chúa, nhưng cuối cùng các ông lại được Chúa dẫn về Jerusalem để chứng kiến Thầy mình chịu chết. Có khối ông đã coi đây là con đường thất bại của Chúa để trở thành con đường thất vọng của mình. Mấy năm dài miệt mài theo Chúa, những mong có ngày tả hữu vinh quang, nào ngờ người lại bị đóng đinh như tên tử tội. Thế mới hay, ước vọng thì rộng lớn, nhưng khung đời lại chật hẹp, mà thực tế lại phũ phàng. Thất vọng về quá khứ và hoang mang trước tương lai, đó là những con đường các tông đồ đã nếm trải. Nhưng mở đầu tin mừng hôm nay lại là lời Chúa Giêsu: Các con đừng xao xuyến. Đó là lời an ủi vỗ về, đồng thời cũng là lời cắt băng khai mở một con đường mới trong hy vọng tin yêu. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Trả lời cho Tô-ma, cùng lúc Chúa Giêsu để lộ cho biết từ nay chỉ có một con đường duy nhất được mở ra trong ơn cứu độ. Và tên gọi con đường ấy lại chính là Người. Người là đường dẫn tới nhà Cha, bởi Người và Cha không thể tách lìa. Chúa Con ẩn mình trong Chúa Cha, và Chúa Cha tỏ hiện trong Chúa Con. Vẫn là một từ ngàn xưa, và mãi mãi một tới ngàn sau. Thế nên, đường mang tên Giêsu tất yếu cũng là đích đến nhà Cha, và ngược lại, tìm đến nhà Cha cũng là hành trình vào đường sự thật và sự sống. Trong khi đó,
Cuộc sống chúng ta có quá nhiều con đường thanh thang dễ bước theo. Con đường tiền tài, danh vọng, con đường đam mê, sắc dục, con đường ích kỷ cá nhân sẽ thỏa mãn lòng ham muốn của chúng ta. Nhưng tất cả con đường rộng ấy sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hư mất và diệt vong. Riêng chỉ có con đường hẹp, con đường Chúa đã đi qua, là con đường dẫn chúng ta đến vinh quang, hạnh phúc, là con đường đáng để chúng ta theo bước trong tin yêu phó thác qua việc tuân giữ và sống lời Chúa hàng ngày. Cha ông ta thường nói, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Về là về với ông bà tổ tiên. Thế nên có lẽ không ai ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nói Ngài về với Chúa Cha. Nhưng điều làm ta cảm động hơn đó là Ngài cho chúng ta được tham dự vào gia đình ba ngôi của Ngài. Đón nhận Ngài là đi theo con đường Ngài đã đi, là sống và hành động như Ngài đã sống, là thi hành sứ vụ Ngài trao qua việc lắng nghe và tuân giữ lời Ngài.